Kính thưa quý vị, ngày hôm nay chủ đề ký ức tuổi hoa thì chắc chắn quý vị cũng biết rằng là tuổi hoa thì là nói về tuổi trẻ của chúng ta. Tuổi trẻ thì bao giờ cũng có những kỷ niệm đẹp. Và ngày hôm nay đây cũng là một kỷ niệm đẹp của một cô gái được mệnh danh là trẻ thái gái tuyên. Cô rất là xinh xắn nhưng mà cô chỉ xinh về ban đêm thôi, ban ngày thì hơi xấu. Và bây giờ chúng ta cùng đến với ca khúc được mang tên Hoa nở về đêm với tiếng hát ngọt ngào của nữ ca sĩ Thảo Anh. Và một tràng pháo tay thật lớn để chào đón bông hoa đến từ Tuyên Quang quý vị. Đẹp lòng trai một người.
trời ta giá lạnh hồn đông. Một người chợt nghe gió sữa mênh mông.